Ngày 19 tháng 3 vừa qua, Trường Phổ thông Liên cấp Fenica đã tổ chức kỳ thi thử vào lớp 10 dành cho các bạn học sinh lớp 9 trên địa bàn Hà Nội. Cùng ngày, các phụ huynh cũng tham gia dự hội thảo, đồng hành cùng con vào lớp 10, góp phần giúp cha mẹ lựa chọn môi trường giáo dục phù hợp cho con, cũng như giúp con chuẩn bị kiến thức, tâm lý, kỹ năng cần thiết để vượt vũ môn thành công. Thi thử vào lớp 10 là cơ hội để các bạn học sinh cuối cấp 2 trải nghiệm, đánh giá thử kiến thức hiện có, rèn luyện tâm lý vững vàng để bước vào những kỳ thi chính thức trong thời gian tới. Hoạt động này cũng tạo điều kiện để học sinh và phụ huynh tìm hiểu sâu hơn về Fenica School, ngôi trường giáo dục truyền cảm hứng, hạnh phúc và sáng tạo.